giới thiệu mọi người mình có một cái chân này là chân am, chúng ta có thể để được chụp sản phẩm này, hoặc là mọi người đây mình có một cái chuẩn am đây nữa này, chuẩn am này anh em gắn màn hình, cũng như là chúng ta để laptop này, khi mà anh em mà làm công việc giảng dạy hoặc là mọi người chụp beauty ấy thì chúng ta sẽ cần một cái chân như thế này. Với cái cấu tạo thiết kế thì rất là đẹp và chi tiết thì mình sẽ cho anh em xem nó bằng kim loại hoàn toàn nha các bạn. Tất cả mọi cái chân này nó đều được thiết kế bằng kim loại cũng như là có lục giác đây. Và đây nó sẽ có một cái giá nó đỡ. Ở trên tay của mình đây thì đang là một chiếc am, chuẩn am. Anh em có thể lắp được tivi hoặc là lắp được màn hình máy tính. Và cái giá đỡ này chúng ta có thể lắp được laptop hoặc là mọi người có thể để bất kỳ được cái surface nào đó mọi người cần. Ở bên trên này chúng ta sẽ có một cái bàn để chúng ta để. Anh em có thể tận dụng làm chung sản phẩm hoặc là mọi người chụp hoặc quay phim hoặc làm gì cũng được. Ở bên dưới chân thì anh em có thể thấy đây là nó thiết kế hoàn toàn bằng kim loại luôn, cực kỳ là chắc chắn luôn. Và đây có những cái nút khóa. Bên dưới thì chúng ta có hai tùy chọn, một là chúng ta sẽ dùng cái chân này để chúng ta di chuyển bằng bánh xe. Ở đây có khóa nhé, có khóa luôn này, anh em ấn nút này kéo cái là khóa này đấy.